Thưa quý vị, sau đây là phần tin Việt Nam. Một số công ty du lịch của Việt Nam bị thiệt hại tới hàng chục ngàn Mỹ Kim khi phải ngừng tour đưa khách tới Do Thái. Nhiều công ty du lịch của Việt Nam có tour đưa khách tới Do Thái phải tạm ngừng toàn bộ cho đến hết năm nay, thế nhưng cũng chưa dám hẹn ngày mở lại. Điều này dẫn đến khả năng bị thua lỗ tới hàng chục ngàn Mỹ Kim tiền đặt cọc. Phó giám đốc của công ty du lịch Top Viet Travel cho hay, hiện nay các tour du lịch của công ty này đến Do Thái đều phải bị dừng lại hoặc là thảo luận để cho du khách đổi sang các địa điểm du lịch khác. Trước đó, các tour đều đã được đặt đơn và nhận tiền cọc của du khách. Kế đến là họ đã mua vé máy bay, làm xong visa, vân vân. Đồng thời cũng đã chuyển tiền cọc cho các công ty du lịch của nước ngoài. Tương tự, có nhiều công ty du lịch của Việt Nam có tour đưa du khách tới Do Thái trong 3 tháng cuối năm nay cũng cho biết rằng số tiền đặt cọc cho các khách sạn và mua vé máy bay cho các tour trong tháng 10 đã chi trả tới hơn 40.900 Mỹ Kim. Đặc thù của các nhóm du khách Việt Nam đi Do Thái là có điều kiện kinh tế tốt, là những vị cao niên nên có yêu cầu cao về nơi ở cũng như điều kiện ăn uống. Do vậy, các công ty du lịch thường đặt các khách sạn 4 cho tới 5 sao tại Do Thái. Với số tiền này thì đến thời điểm hiện nay chưa biết có được hoàn trả hay là không. Một đại lý bán vé đi Do Thái tại Việt Nam cho hay, ngoài sự thiệt hại về kinh tế, sức ảnh hưởng tới kế hoạch của du khách, các đơn vị bán tour du lịch còn có một nỗi lo khác dành cho các công ty du lịch tại Do Thái tác động của chiến tranh sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới các hoạt động kinh doanh và thậm chí cả tính mạng của họ. Theo Statist, là một công ty thống kê số liệu, cho thấy vào năm ngoái, Do Thái đã tiếp đón 2 triệu 600 ngàn du khách quốc tế, trong đó có 2.300 du khách đến từ Việt Nam. 20 người Việt kẹt ở Israel, Việt Nam bò ngò chuyện giải cứu. Đại sứ quán Việt Nam tại Israel lần đầu tiên xác nhận có 20 người Việt được ghi nhận mắc kẹt ở các điểm đang giao tranh giữa phiến quân Hamas và Israel, nhưng không đạt động gì đến việc giải cứu những người này. Theo báo Tuổi Trẻ, vào ngày 12 tháng 10, có 5 du học sinh trong số 20 người được xác định đang ở thành phố Sderot, Israel, nơi cách biên giới với giải Gaza chỉ 10 số. Ông Lý Đức Trung, đại sứ Việt Nam tại Israel cho hay, chính vì sự nguy hiểm ở khu vực này nên họ đang nhận được mức độ ưu tiên cao nhất, được các đơn vị tiếp nhận chăm sóc rất tốt và được lực lượng an ninh sở tại hỗ trợ rất nhiều. Bên cạnh đó, ông này cũng nói thêm, trên cơ sở đánh giá mức độ rủi ro nhu cầu của bà con, đại sứ quán đã có những phương án phù hợp cho từng tình huống cụ thể nhằm bảo đảm an toàn cho người Việt. Tuy vậy, bản tin của tuổi trẻ không cho biết phương án cụ thể là gì có bao gồm việc tổ chức chuyến bay giải cứu hay không. Trước đó, báo giao thông ngày 11 tháng 10 dẫn lời bà Kim Goberry, người Việt sống tại Israel 14 năm, kể lại thời điểm phiến quân Hamas tấn công Israel. Còi báo động vẫn kêu không ngớt, cả gia đình tôi phải chạy xuống hầm trú ẩn nằm trong bãi xe. Chúng tôi ngủ nhưng chân mang giày để sẵn sàng chạy nếu chuông báo động kêu tiếp. Theo Facebook cộng đồng người Việt tại Israel, hàng năm có khoảng 700 du học sinh Việt Nam sang Israel theo chương trình thực tập sinh nông nghiệp và làm tại các hợp tác xã nông nghiệp. Việt Nam hiện là quốc gia đứng đầu về số lượng thực tập sinh nông nghiệp tại Israel. Một bản tin khá lạ đó là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Cộng sản Việt Nam là ông Bùi Thanh Sơn đã ký quyết định bổ nhiệm ông Daniel Pollif trở thành lãnh sự danh dự của Việt Nam tại thành phố Honolulu, tiểu bang Hawaii của Hoa Kỳ. Quyết định này được ký vào ngày 18 tháng 7, đã được Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ là Nguyễn Quốc Dũng công bố vào ngày 5 tháng 10. Theo tin trên trang web của Tòa Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ cho hay, ông Daniel Paulif là trung tướng không quân của Hoa Kỳ đã nghỉ hưu, nguyên là Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương. Trong thời gian dài, ông Daniel Paulif đã có nhiều đóng góp tích cực thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Sau khi được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chấp thuận, Cơ quan lãnh sự danh dự Việt Nam tại Honolulu do ông Daniel Polif đứng đầu đã chính thức đi vào hoạt động và ông đã trở thành lãnh sự danh dự đầu tiên của Việt Nam tại Hoa Kỳ. Nhiều quốc gia bổ nhiệm lãnh sự danh dự là công dân của nước sở tại với mục tiêu thúc đẩy hợp tác kinh tế và văn hóa giữa hai quốc gia đó. Lãnh sự danh dự cũng giúp giải quyết những vấn đề liên quan tới công tác lãnh sự thí dụ như trợ giúp cho người bị mất sổ thông hành hay là xin visa. Võ Văn Thường sắp thăm Trung Quốc trước khi Tập Cận Bình thăm Việt Nam. Dự kiến ông Võ Văn Thường là Chủ tịch nước Việt Nam sẽ tham dự diễn đàn Vành Đai và Con Đường lần thứ ba tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 17-20 tháng 10. Theo tờ báo Tuổi Trẻ hôm 12 tháng 10 cho hay, chuyến đi của ông Thường là thể theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Bản tin của báo này đề cập rằng quan hệ Việt Trung về tổng thể duy trì khuynh hướng phát triển và đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng cuối tháng 10 năm ngoái. Đáng nói là ông thường đi Trung Quốc trong lúc hãng Reuters vừa loan tin Việt Nam và Trung Quốc đang chuẩn bị cho chuyến thăm Hà Nội của ông Tập Cần Bình, dự trù diễn ra vào cuối tháng này hoặc đầu tháng sau. Chuyến thăm Việt Nam của ông Tập được cho là nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của quốc gia đang trở thành trung tâm sản xuất Đông Nam Á. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Bắc Kinh và Washington, bốn người am hiểu về các cuộc đàm phán Việt Trung nói với Reuters rằng công việc chuẩn bị cho chuyến thăm của ông Tập đang được tiến hành nhằm đưa ra một tuyên bố chung sẽ được đưa ra tại sự kiện này. Hai nguồn tin cho biết các giới chức Việt Nam tỏ vẻ thận trọng khi trích dẫn khái niệm như trên. Nguồn tin thứ năm của Việt Nam cho biết bản tuyên bố chung Việt Trung có thể sẽ bao gồm khái niệm này. Theo nguồn tin đó có thể được hiểu là sự nâng cao mối quan hệ Việt-Trung, nhưng không rõ những thỏa thuận cụ thể nào có thể được công bố trong chuyến thăm của ông Tập. Ông Vương Nghị, Ngoại trưởng Trung Quốc dự trù sẽ tới Hà Nội vào giữa tháng này để giúp hoàn thiện bản tuyên bố chung. Vài tuần trước, chuyến đi Bắc Kinh của ông Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Công an Tô Lâm cũng đi thăm Trung Quốc trong hai chuyến công tác riêng biệt. Việt Nam đang phải đối diện với nguy cơ bị thiếu nguồn điện cho tới năm 2050 ngành năng lượng của Việt Nam ngày càng bị phụ thuộc vào lĩnh vực nhập cảng, với nhiều dự án về nguồn điện lớn bị chậm lại hoặc phải ngừng, cho nên khả năng thiếu điện cho tới năm 2050 là điều hiện hữu. Theo báo cáo hồi gần đây của Phái đoàn Giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam, mặc dù sản lượng điện hàng năm tăng lên Thí dụ, vào năm 2020, tổng sản lượng điện sản xuất và nhập cảng đạt tới 247 tỷ kWh, tức là tăng 1.5 lần so với năm 2015. Thế nhưng, nguồn cung ứng trong nước Việt Nam không đủ để đáp ứng cho yêu cầu, dẫn tới việc phải nhập cảng năng lượng ngày càng nhiều. Đặc biệt, tài nguyên năng lượng sơ cấp của Việt Nam đang bị cạn kiệt. Với các nguồn thủy điện đã khai thác gần hết, và sản lượng dầu khí ở các mỏ với quy mô lớn đang bị suy giảm nhanh chóng. Phái đoàn giám sát cũng chỉ ra rằng Việt Nam đã chứng kiến tình trạng bị thiếu điện ở miền Bắc trong tháng 5 và tháng 6 năm nay, gây ra sự thiệt hại lên tới 1 tỷ 400 triệu Mỹ Kim, tương đương 0.3% tổng sản phẩm quốc nội GDP. Mặc dù Tập đoàn Điện lực Việt Nam dự báo, đến năm 2024, Việt Nam sẽ có đủ điện Sang tới năm 2025 thì miền Bắc có thể bị thiếu điện đáng kể. Những tồn tại trong chính sách về giá điện cũng như phương cách tổ chức để phân phối điện và sự mất cân đối giữa cung ứng và nhu cầu năng lượng ngày càng nổi bật. Họ đề nghị cần phải thiết lập một nguyên tắc đặc thù để thực hiện các dự án cũng như các nguồn lưới điện và hoàn thiện chính sách phát triển năng lượng thông qua việc sửa đổi luật về điện lực. Để giải quyết vấn đề này, họ đề nghị trong năm 2023, Việt Nam cần phải ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch điện lần thứ 8 và quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia. Bên cạnh đó, phái đoàn này cũng đề nghị đẩy nhanh việc đầu tư hệ thống kho dự trữ của quốc gia và nhập cảng khí hóa lỏng cũng như hệ thống kho cảng trung chuyển và dự trữ than đá. Ông Nguyễn Chiến Thắng, Đào Công Thiên, Nguyên Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng với 7 cựu lãnh đạo sở ngành tỉnh Khánh Hòa đã bị cáo buộc sai phạm liên quan đến dự án Mường Thanh Viễn Triều. Thông tin được đại diện Công an tỉnh đưa ra tại buổi họp báo quý 3 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức vào sáng ngày 12 tháng 10. Theo đó, nhà chức trách khởi tố chính bị can về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí, gồm có ông Nguyễn Chiến Thắng, Đào Công Thiên, Võ Tấn Thái, cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Nguyễn Ngọc Tâm, cựu phó giám đốc Sở Tài chính, Vũ Xuân Thiền, cựu phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Trần Quang Biểu, cựu phó giám đốc Sở Xây dựng, Nguyễn Văn Nhật, cựu phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trần Sĩ Quân, cựu phó cục trưởng Thuế tỉnh và Lê Huy Toàn, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang. Vụ án xảy ra tại dự án khách sạn và căn hộ cao cấp Oceanus rộng 22.340 m2 nằm ở bãi Dương, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang nay là Mường Thanh Viễn Triều do công ty cổ phần đầu tư Viễn Triều Nha Trang thuộc công ty cổ phần tập đoàn Mường Thanh làm chủ đầu tư. Vấn tư liên quan tới Việt Nam, vaccine phòng chống bệnh sốt xuất huyết của Nhật Bản sẽ được chích thử nghiệm tại Việt Nam nhằm tạo sự miễn dịch cho người dân khi số các trường hợp bị nhiễm sốt xuất huyết và tử vong ngày càng gia tăng. Tin tức nói trên được Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam cho biết bên lề hội nghị khoa học nghiên cứu và ứng dụng trong y học vào buổi sáng hôm nay, 12 tháng 10. Đây là diễn đàn để cho các chuyên gia, các khoa học gia, các nhà quản lý cập nhật kiến thức y học, giúp chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh tật. Trước đây, một số quốc gia thử nghiệm và cấp giấy phép lưu hành với hàng loạt các loại vaccine để phòng chống bệnh sốt xuất huyết, thế nhưng hiệu quả chưa được như mong muốn, nhất là đối với các loại virus thế hệ thứ nhì là loại virus gây bệnh sốt xuất huyết phổ biến như hiện nay. Theo Bộ Y tế của Việt Nam, thì từ đầu năm cho tới nay, cả nước ghi nhận hơn 90.000 trường hợp bị sốt xuất huyết, trong đó có 26 người tử vong. Riêng tại Hà Nội, gần 2 tháng qua, số trường hợp bị sốt xuất huyết tăng mạnh. Mỗi tuần có tới 2.000 cho tới 3.000 người bị nhiễm. Virus sốt xuất huyết lưu hành trong năm nay phần lớn là Den 1 và Den 2, không có sự khác biệt nhiều so với các loại virus trước kia. Sau hai quý có khuyến hướng giảm giá bán căn hộ quý 3 tại thị trường thành phố dục dịch tăng trở lại với mức 1 đến 7% so với quý trước. Số liệu mới nhất của Cushman and Wakefield cho thấy quý 3, thành phố Sài Gòn có gần 3.800 căn hộ mới mở ra bán, tỷ lệ hấp thu khoảng 42%. Phần lớn giao dịch tập trung vào mộ một dự án tại khu đông thành phố. Các dự án còn lại có sức hấp thủ kém. Dù vậy, giá sơ cấp căn hộ tại đây vẫn tăng 1% so với quý trước và 15% so với cùng kỳ năm 2022, trung bình khoảng 3.247 Mỹ Kim, tương đương 80 triệu đồng cho một mét vuông. Còn theo Đất xanh service giá bán bình quân căn hộ thành phố Sài Gòn quý vừa qua là từ 60 đến 80 triệu đồng cho mỗi mét vuông, tăng từ 2 đến 3% theo năm. Tỷ lệ hấp thụ căn hộ tiếp tục giảm sâu về mức quanh 22%, tức cứ 10 căn đưa ra thị trường chỉ có 2 căn được chốt mua, 8 căn còn lại bị tồn kho. Báo cáo của DKRA Group cũng cho hay, giá căn hộ giao dịch thứ cấp tại thành phố Sài Gòn ghi nhận tăng từ 1 đến 3% so với quý trước đến đây một lần nữa chúng tôi xin mời quý vị theo dõi về thông tin thương mại và sẽ trở lại với phần tin địa phương